Chào ca, Cô chúc các quý vị Gia đang lắng Khang nghe. dễ thương quá. Gia Khang nè, Gia Khang giơ tay chào cô nè, phải không Gia Khang? Rồi bây giờ hôm nay tụi con sẽ học Cô bài một mới nha. À, như môn này tụi con cũng biết là tụi con thi, tụi con sẽ được dở tập sách ra coi. Cho nên khi mình nói là mình dở tập sách thì mình phải sao con chép bài cho thật thật đủ. Cái là thì nó bấm vô rồi hôm nay tụi con sẽ học cái tiết là tiết 4, tiết 5, tiết 6. Rồi con đi đi, con khỏi ghi tiết, con ghi bài 2 yêu thương con người. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thôi yêu thương con người. Tụi con sẽ tìm hiểu những câu ca dao. Dạ con cũng viết xong rồi. Em luôn nhanh vậy. Ôi, con nhớ là cái tuần trước đúng không? Cái này mình... Dạ đúng rồi ạ, tuần trước là cô đang cho ghi. Hình như là bài này tuần trước học rồi con. Tuần trước con dạy tới đâu Khánh Trân con? Cô chưa có ghi gì ạ, cô dạy không biết chút đá luôn rồi ạ. Cô bảo là sang tiếng này cô sẽ cho viết á cô. Dạ đúng rồi cô. Tức là chưa cho ghi gì phải không con? Ngồi nghe không gì không? Rồi. Cô nói diễn rồi cái tuần này cô cho biết. Rồi cô biết rồi con. Bây giờ tới năm. Những cái biểu hiện này là gì đây con? Yêu thương con người ngay như đàn kiến cũng hỗ trợ ha con ha, để vác một cục cục gạch. Đây là những cái hình tượng thôi để thấy cái sự đoàn kết. Còn những cái này con biết rồi phải không? Vừa rồi tụi con đã nói rồi, rất giỏi. Rồi và cái rồi tụi con trả lời rồi đúng không? Dạ giỏi. Dạ. Rồi đây là trò chơi chúng ta cũng đã trả lời rồi nè con ha. Dạ hình như là mình đi đi xong hết rồi cô, giờ mình chỉ cần chép rồi học xong hết giờ mình viết lắm cô. Rồi con, rồi khoan từ từ. Rồi Bác Hồ đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ đúng không con? Bác Hồ là vị cha chung đây các em thiếu niên đang gì con vui đùa với Bác Hồ và Bác Hồ chăm sóc các em nhỏ đó con ha. Ôi cô, tại sao tự nhiên Bác Hồ lại mặc bộ đồ đen, lúc thì Bác lại mặc bộ đồ trắng, sao Bác không mặc một bộ đồ màu khác vậy cô? Bởi vì trời xưa hồi xưa là đồng phục của Bác chỉ có đơn giản vậy thôi con ha. Bác Hồ chúng ta là một người ăn mặc rất là gì con, giản dị. Và đây là hình Bác thăm gì con? Chiến sĩ. Chiến sĩ đó, đúng rồi. Vừa rồi tụi con đã trả lời rồi đúng không? Dạ. Đây là gì con? Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng rồi, tất cả các quốc gia trên thế giới từ châu Âu đến châu Á đều rất yêu quý Bác Hồ nha con ha. Những tình cảm dành cho Bác Hồ nha. Rồi, tụi con quan sát và cho biết những bức ảnh trên thể hiện truyền thống gì. Từ nãy giờ mình coi rồi, bây giờ trả lời cho rồi cô mời Hồng Ân đi con. Hình như con nhớ cái này cũng trả lời rồi. Thì bây giờ con trả lời lại. Nếu con trả lời đúng. Dạ thưa cô, theo con nghĩ là truyền thống yêu thương đất nước, yêu quê hương đất nước con. Truyền thống gì con? Dạ cô, là truyền thống yêu thương con người, yêu quê hương đất nước đó cô. Yêu thương con người, yêu quê hương đất nước. Rồi Hồng Ân rất tốt các con ha. Đúng rồi, đó là truyền thống yêu thương con người, yêu thương đất nước. Mà chúng ta thấy là không phải chỉ ở Bác Hồ mà tất cả mọi người chúng ta cũng đã được học để những cái truyền thống đó nó được gì con, lưu truyền từ đời này sang đời khác đó con ha, để giáo dục nhắc nhở thế hệ trẻ chúng ta phải sao con, thể hiện tấm lòng trên đó con ha. Đó rồi con gặp cái đầu dòng thứ nhất cho cô, yêu thương con người.
là truyền thống quý báu của dân tộc cần được giữ gìn và phát huy. Đó con ha, con gạch đầu dòng, con ghi đến chữ phát huy cho cô thôi, chưa ghi gì hết, ghi cái đề bài rồi bây giờ con gạch cái đầu dòng thứ nhất, con ghi cái chữ phát huy cho cô, rồi tất cả thì con bỏ viết xuống cho cô và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu qua bài học ngày hôm nay nha con ha. Ghi tới đây thôi nha con, ghi giữa cái đề bài, cái đề yêu thương con người, rồi bây giờ con ghi giữa cái đề một dòng này. Chỉ viết một câu thôi đó cô. Đúng rồi con, tới chữ phát huy đi nè, cô để cái mũi tên rồi nè. Ừ. Dạ con cảm ơn cô. Rồi con, giỏi đạt. Lễ ghi xong chưa con? Khắc lễ ơi, con ghi xong chưa? Hả? Ừ. Cô thấy con chưa ghi nè, con ngồi con cứ lây quay hoài, các bạn cắm cuối ghi nè, ví dụ như Hoành Đạt nè, Khánh Trân nè, Gia Khang nè, con lễ ghi chưa? Dạ thưa cô là con sẽ chờ các bạn, con đã viết xong rồi. Ôi con đã viết xong rồi. Lễ nay học không tập trung nha con, học tập trung vào nha con. Xong rồi. À. Như vậy yêu thương con người là gì? Và những cái biểu hiện như thế nào? Như vậy cô sẽ, và các em sẽ cùng tìm hiểu qua ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng khám phá nha con ha. Trước cái phần mà hôm nay chúng ta đã khởi động bằng những tranh ảnh, những câu tục ngữ ca dao. Rồi. Yeah. Cái này vừa rồi tụi con làm rồi đúng không? Dạ đúng, chưa đúng các con? À, dạ, đúng rồi. Rồi con ghi cho cô nè. À, rồi con ghi cho cô. Đầu dòng thứ hai. Đọc câu chuyện người bạn mới của lớp. Rồi thôi con ghi cái tiêu đề thôi con. Con ghi nè. Đầu dòng thứ hai. Đọc câu chuyện người bạn mới của lớp. Con để trong ngoặc kép ha. Và cái này vừa rồi thì con đã thực hiện rồi. Vừa rồi chúng ta đã đi một dòng ha, để khám phá cái yêu thương con người nó bao la lắm, phải không con? Nó rộng rãi lắm ha. Mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Khắc lễ nè, con có nghe không? Cô không thấy con ghi gì hết đó. Khắc lễ à, cô thấy các bạn ghi không mà con à? Con không ghi đến khi tập, con không có cái gì là không có làm bài được và không có chấm điểm được đâu nha. Khắc lễ. Trân xong dạ, em xong rồi, em chào các bạn. Rồi, cô cảm ơn con. Dạ, con xong rồi cô. À, cái này vừa rồi mình cũng làm rồi, phải không con? Dạ. Đúng rồi cô. Đúng rồi, bây giờ mình qua nha con nha. Rồi. Đây, chính là cái mà cô kêu tụi con viết. Là cô kêu, hay là cô biết kêu cái số bà. Số bà đó cô. Rồi, bây giờ mình đang đến cái này phải không con? À, rồi con gạch đầu dòng thứ nhất. Dạ. Thế nào là yêu thương con người? Con ghi cái ý này vô. Yêu thương con người, đây là phần bài học nè con. Là sự quan tâm và giúp đỡ, chứ không phải mình nói yêu bằng miệng hả con ha. Mà chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau hả con ha. Như bạn Trà nè, con thấy không? À, được các bạn giúp đỡ hả con ha. Ghi câu hỏi luôn hả cô? Không ghi câu hỏi con. Con gạch đầu dòng nè, con ghi thế nào là yêu thương con người. Đừng có theo em, con bỏ chữ theo em ha. Dạ. Rồi, yêu thương con người là sự quan tâm nè con, là giúp đỡ lẫn nhau và làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp hoạn nạn khó khăn,
như bạn trả ở đây con thấy rồi ha. Và các bạn đã thay nhau để chở bạn trà là bởi vì bạn trà thì con chân bị tật các con ha. Và chính những cái tình cảm đó đã làm gì con, đã làm xúc động ha, đối với bạn trà, và đó cũng là một cái tinh thần cũng như một cái nghị lực giúp cho bạn trà được vượt qua gì con khó khăn của bản thân ha. Rồi con xuống dòng, con gạch đầu dòng, con ghi hết cái chữ mực đỏ cho con, là yêu thương cho đến hoạn nạn. Và cô cho tụi con xem những câu trả lời để chi con biết không? Tức là khi mình trả lời hết con ha, mình sẽ dựa theo cái nội dung của cái phần mình học đi con, là cái phần số 3 đó con ha. Dựa theo cái phần nội dung của mình học để mình trả lời cho chính xác đó con ha. Đó, con thấy không? Chứ không phải con trả lời ở những tình cảm ha, và việc làm đó đã đem lại cho bạn trả như thế nào, con nói là vui sướng vân vân thì chưa đủ. Con phải ghi như vậy nè, tức là nó có một cái câu văn để chuyển ý cho con ha. Chính những tình yêu đó đã giúp cho bạn gì con có nghị lực vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn đó con ha. Và đây là câu nói của trà nè, cảm ơn tình yêu thương của các bạn thật nhiều đó con ha. Cô ơi con. Cái gì con? Cái chỗ mà nhất là hay là nhất à cô? Nhất là đó con, đúng rồi, cái này đánh sót đó con. Nhất là những người gặp khó khăn hoạn nạn. Em xong rồi cô. Gia Khang ơi, con xong chưa Gia Khang? Dạ rồi ạ. À, giỏi quá. Lễ nè, con xong chưa Lễ? Xong rồi. Rồi, cô cảm ơn con. À, rồi hôm nãy mình đã gì con? À, cái phần khởi động mình khởi động rồi, khám phá rồi, và trong cái phần một nhỏ của cái khái niệm mình cũng đã ghi rồi các con, hôm nãy con ghi rồi đó, thấy chưa, thế nào là yêu thương con người à, cô mời bạn Gia Khang lặp lại cho cô đi con, thế nào là yêu thương con người con. Dạ thưa cô, con đọc yêu thương con người là sự quan tâm giúp đỡ con người làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn. Rồi, giỏi con. Rồi ha con ha, nhất là những người gặp khó khăn, thêm chữ hoạn nạn nữa nha con nha. Rồi Gia Khang rất giỏi, Khánh Trân đang cười với cô đây. Rồi bây giờ tất cả các bạn chúng ta cùng thảo luận nha con nha. Rồi cô mời đại diện sau 5 phút nha con nha. Sau 5 phút tụi con thảo luận thì cô sẽ mời các cái đại diện của lớp tụi con nha. Thôi cô, vậy thì làm sao để con thảo luận, để con thảo luận, đúng không cô? À đúng rồi, tức là suy nghĩ của tụi con thôi. À, và suy nghĩ của tụi con như vậy thì cô sẽ chấm điểm sau khi tụi con trả lời, đúng không con á?
Dạ, à, con suy nghĩ được rồi. Không con, để cho các bạn luôn hết con ha. Xong dạ, con sẽ chờ các bạn. Biết à, con có biết không cô? Không không, không có ghi gì hết con, xem thôi con. Mai Thảo ơi, mở cam lên con Mai Thảo. Dạ cô ơi, cô, em suy nghĩ xong rồi ạ. Rồi, con báo cho cô nghe nè. Con dạ. Cũng xong. Dạ, em trả lời nha cô. Rồi, rồi, con nói đi con. Dạ, dạ thưa cô là con tìm được những việc làm yêu thương đối với mọi người xung quanh là ví dụ như là một số bạn học sinh học bài mà không có theo kịp được bài á, và các bạn không chưa có hiểu, và các cô giáo đã tận tình giúp đỡ cho các bạn mà đã giảng cho các bạn để các bạn hiểu ạ. À, đúng rồi, đó là gì con? À, tình yêu thương của cô giáo đó con ha, đối với các em học sinh con yêu, đúng rồi đó con ha, rất rất là đơn giản. Bạn trả lời vừa rồi là bạn gì vậy con? Dạ thưa cô là bạn Tiến Dũng ạ. À, dạ. Rồi Tiến Dũng giỏi, con đạt 10 điểm cho Tiến Dũng. Dạ. Rồi con mời bạn Hình Đạt đi cô. À, cô mời bạn giờ bạn chắc chân đi con. Dạ, thưa cô là những anh chị sinh viên tình nguyện đi dạy học cho những bạn nghèo không có tiền để đi học. À, đúng rồi. À, không yêu thương mà con. Cái thứ hai là tìm hiểu những biểu hiện không yêu thương con. À, dạ, thưa cô là không giúp đỡ những người gặp khó khăn, như là thấy bạn bị bệnh mà không có giúp bạn. À, thấy bạn bị bệnh không có giúp bạn ha con ha, vân vân và vân vân ha. Thì chúng ta thấy rất nhiều, hoặc là thờ ơ hiện nay con thấy trong cái tình cảnh dịch bệnh đó con ha, có rất nhiều em học sinh sao con. À, đang độ tuổi giống các con ha, thì những em đó là sao con? À, những em đó đã ha, đó là cha mẹ nó còn ha. Hiện nay à, đúng rồi con, trước tình cảnh dịch bệnh là con là khoảng hơn 1.500 em đã mất đi người thân và cần sự hỗ trợ của người con, tất cả cộng đồng nó con ha. Rồi bạn đó là Khánh Trân của em con. Rồi Khánh Trân giỏi, con đạt 10 điểm nha. Rồi cô cảm ơn cái tinh thần học tập của lớp thì con. Bây giờ cô sẽ sang câu kế tiếp nha con nha. Dạ. Rồi những hành động làm thể hiện yêu thương, và cái này trái lại là không yêu thương. Rồi cô mời Hành Đạt đi con. Bây giờ Hành Đạt làm ô bên nào con? Bên đây đi ha. Con là ô bên bên trái cô. Bên trái, rồi là yêu thương gì phải không con? Rồi con. Dạ. Những người chiến sĩ đã giúp cho những người nghèo không có cơm ăn.
và cũng có một số trẻ em cũng không được học bài. Các chiến sĩ đã giúp đỡ những người trẻ em và những người nghèo. Dạ thầy, em chào thầy. Thầy ơi, dạ em đang có ý của thầy bây giờ để em thoát ra thầy ạ. Em đang có. Mấy con chờ cô xíu nha, cô đang nghe điện thoại đó. Dạ. Dạ. Đang làm bài tập, làm hết nếu đi con. Không, cô đâu có kêu làm cái này đâu cô. Không làm hả? Được rồi, để cô nghe xíu đi, cô nghe quay lại ha. Rồi Hành Đạt, con Đạt 10 với Hành Đạt rất tốt. Dạ. Rồi cái việc làm con này Gia Khang đi con. Cô. Cái gì con? Hả? Con. Rồi Gia Khang đi con. Rồi con nói việc làm không thể hiện lòng yêu thương con người nha. Rồi Gia Khang con. Mở cam lên Khang Linh ơi. Dạ. Dạ thì con nói là những hành vi không tốt không thể hiện lòng yêu thương của con người là thể hiện là mấy anh chạy đèn đỏ vượt qua đèn đỏ là không thiếu tôn trọng con người và mấy cô chú không chịu đeo khẩu trang mà còn phải kháng lại với công an. Rồi còn gì nữa không Gia Khang con? Dạ còn không, là không chịu gọi bác sĩ để chở người ta vô, đó là người mất thiếu tôn trọng. Rồi cô cảm ơn Gia Khang. Rồi con. Rồi Gia Khang đạt rất tốt, tức là mình thấy người ta bị tai nạn hay con cấp cứu mà mình làm ngơ mình đi luôn hay con ha, biết đâu là người ta phải hy sinh thì đó là những cái hành vi không thể thể hiện lòng yêu thương con người hả con ha. Rồi con ghi, con kẻ cái bảng cho cô, không ghi chữ L gợi ý trả lời nha con, mà con ghi những hành vi việc làm và con kẻ ra làm hai phần cho cô nha. Đó, một bên là việc làm không thể hiện lòng yêu thương và một bên là thể hiện lòng yêu thương, ghi y hệt như vậy cho cô. Con kẻ cái cuốn vở con đó, mà con xây ngang cái cuốn vở để kẻ hả con ha.
Đây, mình phải ghi những cái hành động cụ thể để sau này suy nghĩ ra cô. Đúng rồi con. Con ghi những hành vi nè, ghi hết cho cô, phải không ha? Đây là những hành vi bị làm không. Không thể hiện lòng yêu thương, còn đây là thể hiện lòng yêu thương, hai cái nó đối lập nhau, phải con ha? Thí dụ nhiều người thấy người bị nạn hả con ha, thì họ cũng đỡ, nhưng mà toàn bộ là gì con, tiền bạc điện thoại là họ họ lụm hết ha, rồi thờ ơ lạnh nhạt trước đau khổ của người người khác, và đặc biệt là ngày nay đau khổ trước tình hình gì con, diễn biến phức tạp của dịch dịch bệnh hả con ha, rồi những cái này con biết rồi, chế giễu người tàn tàn tật hả con ha, hoặc là bao che cho những kẻ kẻ ác, ví dụ buôn bán ma túy hả con ha. Quỳnh Anh đâu rồi? Sao buồn trời đổ cơn mưa, sao buồn ta ngủ từ trưa tới chiều. Chị Lộc ơi, tao mới ai quên tắt mic cái sao kìa. Chị Lộc á. Đúng rồi, Minh Lộc không tắt mic đó. Alo. Alo. Em biết hôm nay sao tôi ra ngoài mà thấy giấy cho một thầy nhanh đến tôi một. Em tắt tiếng đó cô ơi, cô nói hay cô mở tiếng nha. Quỳnh Anh ơi, mạng cái con sao mà cứ vô ra biết rồi Quỳnh Anh. Em cũng không biết nữa cô. Cô ơi, cho mì xin đơn cô. Đang làm gì vậy? Cho mì xin đơn cô. Đi lẹ đi lẹ. Tăng Khoa mở cam lên con. Gia Bảo ơi, mở cam lên Gia Bảo. Gia Bảo cơ sở 1 nè. Đăng Khoa ơi, mở cam với Đăng Khoa.
đây tụi con ra đây hai cái gạch này là con này con ghi song song với nhau nha con nha. Còn nếu ví dụ cái này mà con có ghi nhiều hơn thì con xuống hàng con phải ghi cái gạch bên đây với cái gạch bên đây nó bằng nhau nha con nha, để thấy là cái sự gì con, à cái sự đối lập lẫn lẫn nhau các con, một bên là yêu thương và một bên là không yêu thương các con ha. Cô ơi, cái chỗ mà giúp bạn bị tật nguyền là tật nguyền là gì cô? Tật nguyền là như bạn mà vừa rồi con học đó, bạn Lan đó con, là bị tật ở chân á con ha, hoặc là bị ở thí dụ nhiều trong cuộc sống không phải ai cũng bị tật ở chân, có thể là bị ở tay hoặc là ở miệng ha con ha, vân vân thì có rất nhiều ha con ha, những cái nào mà trên cơ thể mình khiếm khuyết đó con thì người ta gọi là tật tật nguyền ha con ha. Dạ con cảm ơn cô. Rồi con, cô cảm ơn con. Gia Khang ghi xong chưa nè con? Gia Khang ơi, ghi xong chưa con? Dạ rồi cô ơi. Giỏi vậy ta. Đạt ghi xong chưa con? Rồi phải không? Dạ rồi cô. Rồi cô cảm ơn tất cả các con. Rồi, đây chúng ta nhìn hình ảnh này là gì đấy con? Gia Khang đi con nói đây là hình ảnh gì con? Dạ những hình ảnh bạn học sinh đang quyên góp cho trên cộng đồng nhà con. Chưa phải con nè, nè dạ, có chữ rồi. Con đọc theo cái chữ này nè con nè. Thấy chưa Khang? Dạ. Chữ không? Ừ. Chữ màu trắng. Rồi con mời bạn Quốc Khánh. Thôi để cô nhờ Quốc Khánh hỗ trợ con nào. Quốc Khánh đọc đi con. Rồi con mời Hoành Đạt đi con. Dạ thưa cô là cái này là quyên góp quần áo ấm. À đúng rồi, đây nè con nè, con đây có cái sẵn rồi. Đây là hành động quyên góp quần áo ấm ha con ha, để đưa đến những nơi có vùng lũ ha con ha. Đây là những bạn sinh viên họ sẽ tình nguyện ha con ha, để quyên góp những cái quần áo ấm nè con, dạng áo lạnh đó con ha. Đó, đến những nơi có vùng lũ ha con ha. Rồi wow. Rồi Đạt đọc tiếp đi con. Dạ thưa cô là ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở Cửa Ông trao quà cho học sinh. À, bạn không biết đâu, quà cho học sinh này thường thường là những học sinh gì con, những học sinh có hoàn cảnh gì con, khó khăn đó con ha, thì những học sinh này được trao quà đó con ha. Đó là thể hiện gì con, tình yêu thương con người. Rồi cô mời hôm nãy là bạn Dũng đó con. Dũng ơi. Dũng dạ. Ơi. Không biết cô. Dũng con. Tiến Dũng hay Trí Dũng cô? Trí Dũng đi con. Trí Dũng. Anh cô dạ là. Rồi Hồng Ân đi con. Dạ thưa cô, cái này là lễ phát động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ. À đúng rồi, đây là quyên góp đó con ha, của đồng bào miền Bắc
không phải là ở miền Nam chúng ta hả con ha. Ngoài ra miền Nam chúng ta cũng hỗ trợ bằng tinh thần gì con, yêu yêu thương à. Người trong một nước phải thương nhau, nhau cùng hả con ha. Đó là cái tấm lòng yêu thương và cũng là một gì con, truyền thống của dân tộc Việt Việt Nam hả con ha. Gia Khang tập trung nghe nè con nè, Gia Khang ơi hả con ha. Đó cô ơi, có cái sự hỗ trợ này kêu gọi gì con ở tất cả mọi mọi nơi cái gì con. Ủa cô sao gì đạt? Miền Nam có bão lũ không cô? Đạt, đạt nói đi con. Thưa cô là có miền Nam có bão. Có con, đặc biệt ở các tỉnh miền miền Tây các con ha. À, nhiều khi cũng bị lũ lụt ha, còn ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì sẽ gọi là không phải là chịu bão lũ nhiều, nhưng mà chúng ta cũng có những đợt bão đi đi qua ha con ha. Chưa vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà do cái ảnh hưởng, chúng ta bị ảnh hưởng cho nên con thấy nhiều khi mưa cũng rất là lớn ha con ha, và đôi khi một số tuyến đường cũng bị ngập ngập lụt ha con ha. Ví dụ như quận 10, quận 8, các con ha. Dạ cô ơi, cô gửi cái bảng đó xong cô ơi, con viết cái đó, cô cho bảng đó xong cô. Rồi tụi con sẽ xem một cái hình kế kế tiếp cho con ha. Cái này con mới cô. Đây là dạy học cho học sinh các cái vùng vùng cao là ở miền miền Tây Bắc đất nước Tây ha con ha. Ờ. Đó. Con biết không? Cô ơi, cô hồi nãy bà Chi Dũng bà nói gì vậy cô? Bà Chi nghe rõ hồi nãy bà nói gì không cô? Bạn rồi đó... thôi tụi con tập trung đi, không trao đổi nữa. À cô ơi, Chi Dũng hôm mới nãy cái bạn kia cái cô chưa, Chi Dũng chưa chép xong á cô. Cái bài này, chép bài Chi Dũng chưa chép được á cô. Đúng rồi, dạ. Tụi con cố gắng chép nhanh nha, chứ mà cô có đảo tới đảo lui vậy là cô trễ giờ, cô dậy không có kịp nha con nha. Rồi tụi con có chụp Dũng màn chép hình đi con đó. Chừng nào xong báo cô nha Dũng. À dạ Dũng dạ. Ơi có cái con giơ tay chưa được rồi, có cái chụp màn hình đó Dũng, con chụp lại lát nữa con ghi lại sau á Dũng. À, cô con chụp rồi cô. Mấy bạn biết chụp màn hình không? Chụp cái màn hình lại, mình chép bài không kịp thì lát mình chép bổ sung thêm nha. Dạ. Để cho cô dạy, chứ không không kịp giờ nha con. Rồi chụp chưa? Dạ rồi con, xong rồi. Rồi, dạ rồi á cô nha. Dạ dạ, cảm ơn cô ạ. À. Gia Mỹ, cô... Gia mở cam lên Gia Mỹ. Sao nãy giờ cô mời con. Rồi, đây là vậy ạ. Rồi, đây là cái gì con? Đây là thanh niên tình nguyện đến vùng cao nè con nè. Những bạn này là hai bạn áo xanh gọi là thanh niên tình nguyện, và những bạn này gọi là đoàn viên đó con ha. À, ví dụ có thể là ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở bất kỳ tỉnh thành nào, vì con tình nguyện đến cái vùng cao đây, con thấy đây là những trẻ em vùng cao để giúp đỡ những trẻ em vùng cao đó con ha, về kiến thức văn hóa tập sách vân vân đó con ha. Đó là tình yêu yêu thương con người, nó phải rộng mở bao la, tức là gì con, à đó phải là việc làm cụ thể ha, như cô nói con ha, chứ không phải là bằng lời nói ha con ha. Mấy em học sinh được cho tặng sách. Anh Khoa ơi, bật cam lên đi con. Gia Bảo cơ sở 4 nè, bật cam lên con. Rồi, đây là hình ảnh gì con? Bây giờ cô không có đưa ra cái lời giải trước mà cô muốn nghe ý kiến của các con nè. Con à. Rồi. Minh Lộc ơi, ngồi nghiêm túc đi con. Rồi, có mời Ân đi con, Hồng Ân con. Dạ thưa cô, là các bác sĩ tình nguyện khám bệnh cho mấy em nhỏ mà không có tiền, với lại ở vùng xa, không thể nào mà đi khám được.
đúng rồi, bác sĩ tình nguyện khám bệnh giỏi quá. Tụi con nhìn hình là tụi con đã thấy ra ngay rồi. Bác sĩ tình nguyện ha con ha, khám ở những vùng sâu vùng xa, những trẻ em nhỏ này rất rất nhiều con, gia cảnh gia đình rất rất nghèo ha con ha, không có tiền ha con ha, và như con nói là không có điều bệnh viện để khám ha con ha, thuộc vùng cao ở tỉnh Ninh Thuận, rồi giỏi lắm. Hôm nãy là Hồng Ân phải không con? Rồi Hồng Ân con đạt điểm 10 ha con, còn hôm nãy là con đạt điểm cộng, và cứ ba cái dấu cộng trong một bài thì chúng ta lại được phiên ra một điểm 10 ha con ha. Con sao nãy thì con giơ tay mà con được ngoài con. Nè. Để... cô không thấy nhá. Không con, những cái hình ảnh hồi lúc nãy cô đưa cho con coi rồi, bây giờ cô đưa lại tổng hợp thôi con. À. Rồi dạ, bây giờ cô sẽ học cái đây phần phần. À. Đây con, đây là tham gia hiến máu nhân đạo. Như vậy con thấy cái mục đích của tham gia hiến máu nhân đạo là không có tiền nha con nha. Để làm gì con? Gia Khang đi con. Mẹ lên. Gia Khang nè con, được không con? Dạ, cô là cứu người cô. À, đúng rồi. Tham gia hiến máu nhân đạo rất giỏi, Gia Khang nói gọi là gọn gàng, rất gọn gàng hả con ha, trong hai chữ đó là để cứu người hả con ha. Và tụi con biết hiện nay thì máu của đất nước chúng ta hả con rất là khan hiếm hả con ha, để cứu một mạng người thì đó là cái sự việc con hiến máu của tất cả mọi người hả con, có tấm lòng nhân đạo, tấm lòng yêu thương hả con ha, và chính những giọt máu của họ sẽ mang lại sự sống cho những người khác hả con ha. Rồi Gia Khang rất giỏi, Gia Khang đạt 10 nữa nha con. À, các bạn à, hoan nghênh tinh thần học tập của Gia Khang nè con nè. Rồi, trả lời nữa nha. Rồi, nha con ha. Và tham gia hiến máu nãy là những người đó là trực tiếp, còn bây giờ là đang gì con? Dạ. Hôm nãy sao mình thấy người ta nằm nè. Đó, sao bây giờ cũng như vậy mà mình thấy người ta đứng. Đó. Bạn nào trả lời cho cô? Để không? Dạ, con Dũng ạ. Con bằng nghe. Rồi Dũng con trả lời đi con. Dạ mấy người đang đăng ký á cô. Minh Lộc ơi con. À đăng ký rất giỏi, đúng rồi. Hôm nãy là họ được hiến máu. Và sau khi họ đăng ký thì họ phải được kiểm tra. Để tờ giấy ra đi Minh Lộc. Khỏe. À đúng rồi. Không phải ai cũng được hiến máu đâu nha con, sức khỏe mà không tốt có những cái bệnh mà bác sĩ không cho hiến máu nè con ha, con rất giỏi. Rồi Tiến Dũng phải không con? Tiến Dũng hôm nãy 1-10, bây giờ con thêm 1-10 nữa nha, rất giỏi. Dạ con cảm ơn. Là một mạng Tiến Dũng đó con. À cái gì Tiến Dũng đây con? Đặng Tiến Dũng. Đặng Tiến Dũng ạ. À Đặng Tiến Dũng, rồi con, rồi cô cảm ơn con, để em coi trùng với bạn khác. À. Rồi cô xin lỗi các con nha, các con hết giờ rồi, bây giờ các con sẽ nghỉ ha con ha. Cô, hôm nay tuần sau chúng ta học tiếp nha. Cô ơi. Cái gì con? Ra nãy con đầu tiết con nghe tay đến giờ con rồi con. Tên bạn gì vậy con? Trần Gia Bảo con số 4. Rồi Trần Gia Bảo rồi. Thôi cô hứa tuần sau cô kêu nha con nha. Rồi nói chung là lớp chúng ta là phát biểu rất tốt luôn á. Mà thú thật là dù khi cô hết giờ cô không dám kêu nhiều ha. Cô khen ngợi tinh thần học tập của lớp tụi con nha. À, các con tham gia phát biểu rất nhiều, như bạn Hồng Ân, Tiến Dũng, Khánh Trân, Thành Đạt, Gia Khang, còn ngoài ra còn rất 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 là nhiều bạn nhưng mà cô chưa kêu hết được, thì tuần tới và từ từ rồi cô sẽ kêu hết tất cả các con tham gia xây dựng bài. Và hôm nay là cô cũng lố của các con hết 4 phút ha. Rồi mong các con thông cảm, lý do là hôm nãy cô vào chậm của bên lớp 12 ha. Rồi cô chào tất cả các con và chào tất cả các cô ạ. À.
Dạ cảm ơn con. Con chào cô. Con chào cô. Cô năm tuần sau. Bye. Chào con, chào cô.